trong mưa thôi. Wow, ở đây có một anh nhờ. Mình chạy nhanh vào để trút mưa đâu nào. Yes. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Bino TV đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một video về Patron. Như video ở ná bắt tay. Một đoạn clip bắt tay là bây giờ là mình sẽ chế tạo cho các bạn xem. Là đó là cái nhòi này. Bây giờ là mình sẽ làm cho các bạn xem. Lần đa các bạn đọc hai khác ở đây. Các bạn đặt cho mình một là gì? Là tay kéo đáy. Đây. Đặt một khối gỗ gì đó vào đây. Đặt mắt đó. Đặt mắt cái gì? Mình đặt thêm dây điện cho nó hoạt động. Đây. Nó cũng biết năng lượng. Xuống đây là điện. Rồi quên. Đặt một này. Xong. Đặt xuống đây. Đặt cho mình là lava. Bây giờ mình bỏ trở lại đây. Để nó lên lại đây. Và chúng mình sẽ lắp lại. Nếu bạn thích cho nó đẹp hơn thì có thể trông rất là mình thử. Mình xem. Đưa đây. Đúng rồi. Xem điện nó có vấn đề gì. Điện rõ mà ra không. À đúng rồi. Mình đã quên đây. Làm máy thì đúng rồi. Đi. Đó, các bạn cứ đặt khói đất lên trên thì bạn một thứ nè. Kiểu vui mấy bạn mà bọn có bọn trên một bè mình đi các bạn ơi hiện đại nó cũng lắng nhanh quá đi ám rồi. Cậu dỗ này ông cha mini quốc nhiều cái nữa không? Cái gì? Cái trong nga. Vô nick mát rồi tôi. Đây. Đấy. Mà nó cứ nhanh